Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần cảnh và thọ. Như chúng ta biết đó, tất cả những cái sinh hoạt thuộc về nội tâm của chúng ta, còn gọi là những cái hoạt động của tâm thức, thì nó không có đi ra ngoài cái vấn đề cái cảnh và cái tâm. Thì cảnh và tâm, khi mà tâm khởi lên đó, thì bao giờ cũng có sở hữu thọ đi theo. Xúc thọ, tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Thì như vậy đó, khi một cái tâm khởi lên là có thọ đi theo. Thành ra khi chúng ta nói thọ, thì tất nhiên là thọ nằm trong tâm, không bao giờ thọ nằm ngoài tâm cả. Thì như lần trước chúng ta biết đó, là những cái cảm thọ, nó chỉ có ba thôi. Và chi tiết ra thành năm, tức là nó thọ khổ, thọ ưu và thọ xả, ba cái là chính yếu. Nhưng mà khi chi tiết ra thì nó thành năm, thọ khổ đây thì nó liên quan đến thân, và thọ ưu thì liên quan đến tâm, và cái thọ hỷ đây thì nó liên quan đến thân, thọ xả thì nó ở trong một cái trạng thái là không lạc cũng không khổ, không hỷ cũng không ưu, thì nó gọi là thọ xả. Nhưng mà khi chúng ta phân chia cái năm cái cảm thọ này đó, thì khi mà chúng ta phân chia nó trên cái phương diện thiện và bất thiện đó, thì năm cái cảm thọ này, khổ, ưu, lạc, hỷ và xả, thì nó có đầy đủ trong tất cả pháp bất thiện. Còn khi pháp thiện khởi lên á, thì nó chỉ có những cái mà thuộc về cái cảm thọ hỷ và lạc mà thôi. Nhưng mà trong bất thiện nó có luôn cái hỷ lạc. Cái đó là cái mà trong cái đời sống đó chúng ta nhầm lẫn. Khi mà chúng ta đối cảnh thì những cái cảm xúc chúng ta khởi lên, và những cái cảm xúc chúng ta khởi lên nó sẽ đi theo những cái cảm thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu hoặc là thọ xả. Thì khi nó khởi lên trong tâm nào? Nếu khởi lên trong tâm thiện thì nó là những cái cảm thọ thiện. Mà khởi lên trong những cái tâm bất thiện thì nó là những cái cảm thọ bất thiện. Và cái đó, cái thiện và bất thiện này á, là cái mà nó quyết định cái sự tiến hóa trong đời sống tâm linh hay là sự thoái đọa trong đời sống tâm linh. Nhưng mà khi mà chúng ta sống trong cái cõi dục đó, là chúng ta chỉ biết có hỷ lạc mà thôi. Chúng ta chỉ biết có hai cái cảm xúc này. Và hai cái cảm xúc này đó được cái người thế gian định nghĩa là hạnh phúc. Cho nên là tất cả chúng ta đều muốn hướng tới cái hỷ lạc. Cái pháp thế gian người ta chỉ biết cái đó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào con đường tâm linh á, thì cái hỷ lạc này nè, nó được phân làm hai nhánh. Một cái nhánh nó gọi là bất thiện, một cái nhánh gọi là thiện. Lạc hỷ này khởi sanh bất thiện đó, là nó khởi sanh trong tâm tham, thọ hỷ. Còn tất cả những cái lạc hỷ, cái thiện hỷ này đó, nó lại chia ra làm hai nhánh. Là nó là thiện, hay còn gọi là thiện ly trí. Và cái nhánh thứ hai, nó là thiện trí. Khi người ta làm được cái điều tốt, người ta vui, thì nó là thiện hỷ. Làm được điều lành, điều tốt, trong cái tâm của người ta vui, trong cái tâm người ta nhẹ nhàng, phấn chấn, thì cái đó nó gọi là cái thiện hỷ, hay là cái thiện hỷ mà ly trí. Khi cái người làm cái điều thiện mà đầy đủ tâm tư thì nó sẽ là thiện trí. Hoặc là cái người ta học pháp, mà ta hiểu được đúng cái pháp, tâm người ta quan hỷ, thì nó là thiện hỷ có trí. Và cái người hành thiền mà nó khởi lên cái sự an lạc, sự quan hỷ trong tâm, thì
thì nó cũng thuộc về cái thiện tri. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái pháp thiện nó chỉ có lạc hỷ mà thôi. Và cái nữa đó là nó cũng có một cái trạng thái xả, nhưng mà xả này bao giờ nó cũng đi với hành xả. Hành xả thì chúng ta học rồi, hành xả nằm đây. Nó là một trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Cái đặc điểm chính của hành xả đó là nó làm cho tất cả những cái sở hữu đồng sanh nó được quân bình. Những cái sở hữu đồng sanh trong tâm thiện. Hoặc là những cái tâm thiền. Nó đều được quân bình hết. Nó không có cái nào mạnh hơn cái nào. Nó không có mạnh yếu khác nhau, mà nó ở trong một cái trạng thái được quân bình. Và nó, cái xả mà nó phối hợp với hành xả đây á, là nó không khổ, không lạc. Nó là một cái trạng thái tự tại, một cái trạng thái bình an, thư thái, nhẹ nhàng và cái tâm quân bình. Những cái vị mà tu thiền định và đặt thiền định á, thì cái xả và hành xả này rất mạnh trong tâm. Cho nên là đối với tất cả những cái cảnh ở bên ngoài đó, là cái sự tác động của nó mất đi cái lực hút. Thí dụ như một cái vị mà người ta an trú trong cái đề mục lâu rồi đó, thì người ta không có bị những cái cảnh ở bên ngoài nó tác động và nó quyến rũ. Người ta thấy người ta thản nhiên. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói hành giả Xích Đạt Ta, khi 6 năm ở trong rừng mà hành thiền như vậy đó, thì nếu mà có nghĩ về hoàng cung, có nhớ về hoàng cung đó, thì tất cả nó không còn một cái hấp lực gì, nó không gây nên một cái sự xáo trộn nào cả. Còn khi cái người mà có cái giữ cái tâm thế gian mà cái lực định nó không mạnh, khi mình xuất gia rồi đó, nhưng mà khi mình nghĩ về cái gia đình của mình hoặc người nhà của mình hoặc là những cái sự hưởng thụ mình từng trải qua đó, thì người ta bị xáo trộn, nó bị cái hấp lực đó, có khi người ta đi về. Hoặc là người nam hay người nữ còn trẻ mà xuất gia đó, thì gặp một cái đối tượng khác giới tính của mình đó, thì nó cũng làm nên một cái hấp lực và nó làm nên xao động. Nhưng mà một cái người mà tu tập mà cái mức độ mà cái định lực nó cao, nó nằm trong cái thiện trí đó, thì người ta không có bị những cái cảnh đó làm cho xao động. Còn ngoài ra đó, khi mà chúng ta không có rèn luyện được cái tâm mình định tĩnh và sáng suốt đó, thì những cái cảnh ở bên ngoài nó làm chao động chúng ta rất là nhiều. Thì như cảnh á, lặp lại một lần nữa để cho tất cả chúng ta nhớ là cảnh nó trước nhất á, là năm cái cảnh nó qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cảnh này tác động thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và khi nó tác động lên như vậy đó, thì những cái cảm thọ này lập tức đi theo. Dẫu ít, dẫu nhiều, dẫu mạnh, dẫu yếu gì đó, khi nó hoạt động cùng với tâm liên tục không có ngừng nghỉ. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền theo cái pháp môn cảm thọ đó, thì người ta sẽ theo dõi những cái, để biết những cái cảm thọ. Cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, cảm thọ xả. Nó khởi lên liên tục và nó coi như là nó mượn cái thân xác này nè, để nó hiển lộ ra những cái rung động của nó. Chúng ta sẽ có thể quan sát từ thân để thấy tâm, từ tâm để thấy thân. Hay nói rõ hơn á, là quan sát một cái chi phần trong tâm đó là cảm thọ. Thì nhớ là những cái cảm thọ đó, những cái cảm thọ này nè, khi nó hiện ra trong tâm của chúng ta rất là tinh tế. Nó tinh tế ở cái chỗ á, là mình phải có đầy đủ cái năng lực tu tập đó, thì chúng ta mới nhận ra được đó, những cái lạc hỷ nào thuộc về cái lạc hỷ thiện và cái nào thuộc về bất thiện. Còn không, chúng ta đánh đồng nó là một. Miễn cái gì vui là được rồi. Miễn cái gì mà làm cho mình thấy khoan khoái, dễ chịu là được rồi, chứ không phân biệt thiện nào. Cho nên cái tu nó khác với không tu đó, là chỗ bao giờ
khi chúng ta làm cái điều gì, khi chúng ta cảm nhận cái điều gì, chúng ta đều hỏi thiện hay bất thiện. Còn khi chúng ta không biết tu đó, thì chúng ta để cho nó cứ tha hồ khởi lên và chúng ta không biện biệt một cái gì cả. Cái khác nhau đó là cái điểm khác nhau chính yếu. Chứ còn tất cả những chúng sinh trong cõi dục này thì không thể nào đi ra khỏi những cái cảm xúc này. Nhưng mà cái người ta tu tập, ta hiểu biết đó, thì khi nó khởi lên biết liền. Khi nó khởi lên biết liền như vậy, và nó khởi lên biết liền gì, khởi lên biết liền vậy đó, thì những cái pháp này nó sẽ suy yếu, nó không có lấn chiếm trong tâm của mình. Bởi vì nếu không, nó sẽ là đánh vào. Và như chúng ta biết á, là tất cả những cái cảnh mà chúng ta tiếp nhận, những cái cảnh mà gọi là cái cảnh hiện tại mà chúng ta tiếp nhận đây, thì nó tác động vào trong tâm. Mà ngay cả khi nó trạo lại là những cái cảnh nổi trong tâm á, nó vẫn hoạt động trở lại và nó làm cho cái tâm của chúng ta khởi lên những cái mà chúng ta gọi là chúng ta tiếp nhận những cái cảm thọ này đây. Tiếp nhận những cái cảm thọ. Những cái cảm thọ thuộc về khổ ưu hay xả. Và cái sự tiếp nhận đó, khi tâm chúng ta khởi lên trong động tốc thiện hay bất thiện, thì những cái cảm thọ nó đi theo. Và như vậy nó sẽ trổ quả khác nhau. Một người đi tìm niềm vui thế này, người đi tìm niềm vui thế kia. Ví dụ như chúng ta nói hai ông vua Lưu Vong. Một ông thì đi tìm những cái lạc thú ở thế gian, và một cái người đó thì đi tìm một cái niềm vui thánh thiện. Hai cái đó khác nhau. Cái ông vua Bảo Đại của mình là con người đi tìm lạc thú ở thế gian. Ví dụ như nam nữ bài bạc cởi ngựa săn bắn vui chơi, tất cả những thú vui thế gian này, cái gì có thể hưởng được thì tận hưởng và đi theo con đường suốt cả một cái cuộc đời. Còn một người thứ hai cũng là ông vua Lưu Vong, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì đi theo cái con đường thánh thiện. Hai con đường khác nhau. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta lấy cái hình ảnh của hai cái vị vua đó để chúng ta hỏi trong tâm chúng ta. Chúng ta đi tìm lạc thú ở thế gian hay là chúng ta đi tìm một cái niềm vui thánh thiện? Nếu chúng ta đi tìm lạc thú ở thế gian thì đó là cái con đường dục lạc mà nó sẽ làm cho chúng ta đắm chìm. Và kinh Pháp Cú có nói thế này, khi cái người mà đắm chìm trong cái dục lạc thế gian đó, thì cũng như cả một cái làng mà nó ngủ say ngủ, và khi lũ lụt tới đó thì nó trôi luôn hết cả một cái làng mà cũng không ai nhận thức được. Như vậy tất cả cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta tì chìm trong cái hưởng thụ về cái hỷ lạc ở thế gian này đó, thì nó sẽ nhấn chìm chúng ta và chúng ta bị mê hoặc trong đó và chúng ta bị cuốn trôi theo cái dòng thác của dục vọng mà chúng ta ngỡ rằng nó chính là cái mà chúng ta đi tìm. Chúng ta tìm những cái lạc thú thế gian, chúng ta đi tìm những cái hạnh phúc thế gian. Và chúng ta phải trả giá. Không thể khác hơn. Chúng ta thử nghĩ nha. Từ Đông sang Tây, từ cổ cho chí kim, cái chuyện mà mại dâm á, không có chấm dứt được. Người ta đã thử nghiệm bằng nhiều thứ, nhiều cách, không chấm dứt được. Tại sao nó không chấm dứt được? Người ta nói đó là một cái nhu cầu. Thật sự có phải nhu cầu không? Nhu cầu là khi nào không có phải chết, thì đó là nhu cầu. Còn cái này nó không phải nhu cầu. Nó chỉ là sự thụ hưởng thêm. Có cũng được, không có cũng được. Có nhiều chừng nào tai hại chừng đó. Nhưng mà thế gian đó, có những người đắm chìm trong dục lạc, cho nên khi người ta tái sanh trở lại đó, thì người ta thích cái nghề đó. Và nó sẽ làm một cái hấp lực để nó lôi cuốn cái bản chất của chúng sinh trong cõi dục
là trong tất cả những cái dục lạc thì cái đắm đuối nhất là cái dục lạc của nam nữ, thì cái trái tim đến đó. Cho nên mại dâm không có kết thúc. Ở bất cứ xứ sở nào cũng vậy, nó không kết thúc. Vì con đường luân hồi nó như vậy. Và đến khi mà nó đi đến cái tột đỉnh của nó đó, thì nó sẽ chết trong cái tâm tối, trong cái u mê của cái dục lạc. Khi nó tái sanh lại, nó làm những cái loài. Trong đó có một cái loài gọi là loài rắn. Thì cái chuyện nam nữ của loài rắn nó có thể liên tục xảy ra trong 7 ngày. Và nó có thể đó là coi như là cái quan hệ đó nó có thể rất nhiều con với nhau, không phải một con. Nó đi đến cái bầy đoàn. Và bây giờ con người cũng đã bầy đàn. Nên cái hình ảnh người ta tái sanh rất là dễ trông thấy. Lớp trẻ bây giờ ma túy ngáo đá vô thì cái quan hệ nam nữ là bầy đàn. Nó không hề có một cái chút thiện nào đó. Bởi vì trong cái thiện này nó phải có yêu thương. Nó có cái tình cảm. Nó muốn có con cái để mà tạo dựng một cái đời sống. Tại vì khi con người ta có con cái, có tạo dựng một cái đời sống đó, thì người ta biết hy sinh. Người ta biết bảo bọc, người ta biết che chở, người ta biết làm những điều lành để giữ gìn cái tổ ấm của người ta. Và nếu người ta hiểu biết hơn nữa, thì đó là cái hạnh lành của một cái vị Bồ Tát. Luân hồi chúng ta phải như vậy. Còn khi chúng ta không hiểu thì chúng ta biến hôn nhân nó thành ra cái tai họa trong cái cuộc đời của mình. Nó sẽ làm chúng ta phá sản một cái đời sống tâm linh, là bởi vì chúng ta tạo phiền não cho nhau. Và cả hai cùng tạo những cái ác nghiệp. Cho nên cũng một cái việc làm, mà cái việc làm nó hết sức là tốt đẹp. Nếu là người ta có chồng, có vợ, có con, có cái, để người ta tập trung vào cái chuyện đó, người ta sống tốt với cái người bạn đời của mình, người ta sống tốt với con cái của mình, sống tốt với họ hàng của cả đôi bên, người ta làm được nhiều điều tốt đẹp, thì đó là cái con đường tiến hóa. Và từ những cái mà nó thuộc vào những cái pháp, mà nó thuộc về cái tham thọ hỷ, trong cái dục vọng tự nhiên, trong cái bản năng sinh sản của con người và của loài vật đó, thì người ta đã làm nó tốt đẹp bằng cái yêu thương này. Và bằng cái sống tốt đẹp với nhau đây, thì người ta làm thế. Nhưng ngày nay thì người ta chủ trương, lớp trẻ bây giờ chủ trương là không cần có gia đình, không cần có con cái, và chỉ là thụ hưởng thôi. Và nó đưa đến cái cách mà nó thọ hưởng cái dục lạc thấp hèn này, nó có tính chất bầy đàn. Bầy đàn ngay khi nó mang thân xác một con người. Thì quý vị thấy là thân hoại mạng chung đi về đâu thấy rồi. Không cần phải bàn nữa. Không cần phải nói nữa. Thành ra tất cả những cái dục lạc thế gian này, muốn tốt là tốt, muốn xấu là xấu. Tự mình. Khi mình nhận ra, mình dẫn dắt nó tốt. Còn khi mình không nhận ra thì mình đắm chìm. Trong khi người thế gian chỉ biết hỷ lạc là hỷ lạc, không hề biết hỷ lạc có thiện và có bất thiện. Đức Phật dạy chúng ta để cho biết hỷ lạc có thiện và có bất thiện. Và trong cái trạng thái không khổ, không lạc đó, thì chúng ta nghĩ là chúng ta vô tội. Nhưng mà khi cái xả nó nằm trong cái trạng thái vô cảm, lạnh lùng, thì nó đi tới chuyện tổn phước. Còn cái xả mà thuộc về hành xả đây, nó phối hợp với hành xả đây, là một cái xả thiện, đem lại cái sự vững chãi trong cái đời sống nội tâm. Và tất cả những cái cảnh ở bên ngoài đó, nó động mà tâm ta không động. Còn không hả, cảnh động là tâm động. Có khi tâm động nhiều hơn cảnh, bởi vì tâm nó tìm tới cảnh để nó bắt cảnh và nó thọ hưởng trong cái cảnh đó. Như vậy chúng ta thấy hoạt động trong cái đời sống nội tâm ta nè. Mắt chúng ta thấy thì tâm chúng ta sao động, thì có cảm xúc khởi lên. Bất cứ quý vị tiếp nhận một cái gì đều có các cái cảm xúc này hết. Cảm xúc nào khởi lên thì chúng ta sẽ thấy. Tai chúng ta nghe thì cảm xúc khởi lên, nó đi liền với cảm thọ. Mũi chúng ta ngửi liền có cảm xúc khởi lên, thì cảm thọ cũng đi theo đó. Lưỡi chúng ta nếm
cảm xúc khởi lên, cảm thọ theo đó. Thân xúc chạm thì luôn luôn có cảm xúc khởi lên và cảm thọ. Và tất cả những cái đó nó phát sinh thành một cái dòng tâm thức, nó gọi là cái lộ ngũ. Thì các cái tâm mà nó chuyên chở những cái cảm xúc đó, những cái cảm thọ đó, nó hoạt động trong cái tâm chúng ta, thì chúng ta gọi nó là cái tâm động tâm. Tức là nó đang tạo nên. Từ những cái cảm xúc đó, từ cái thọ hưởng những cái cảm thọ đó mà nó tạo nên quả, nó trổ quả. Và nó làm cho cái kho tàng những cái hạt giống thiện và bất thiện chúng ta tăng lên. Và cái đời sống của chúng ta đó, những cái cảm xúc này đó, bao giờ cũng vậy, nó chiếm lĩnh trong đời sống của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ. Thì bất cứ cái gì mà chúng ta tiếp nhận là cảm xúc khởi lên. Và như lần trước sư cô có nói, hãy cảm xúc khởi lên là nghiệp cảm nó đi kèm theo. Bởi vì tất cả những cái cảm thọ này khởi lên á, là nó sẽ trỗi dậy từ trong quá khứ, từ trong tiền kiếp, và nó nối với cái mạch ngày hôm nay mà nó khởi lên. Cho nên tất cả những cái cảm thọ đó của mỗi một người với người khác hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chúng ta có nói đồng cảm đi nữa, nhưng nó ở trong một mức độ nào đó thôi. Bởi vì mỗi người đó, qua cái luân hồi của mình trong mỗi kiếp đó, thì người ta thọ hưởng khác nhau. Và người ta lưu lại những cái cảm xúc, người ta lưu lại những cái cảm thọ trong cái dòng nghiệp của người ta khác nhau. Mà ngày hôm nay đó, khi người ta tiếp cận cái cảnh mới, thì cái dòng nghiệp lực cũ nó phối hợp để người ta đó có một cái thị hiếu khác nha, có một cái khẩu vị khác nha, có những cái kinh nghiệm người ta trải qua khác nha. Và như vậy đó, nó hình thành nên những cái cảm xúc nơi mỗi người hoàn toàn khác nhau, và người ta cũng tạo nghiệp khác nha. Cho nên mỗi người không có ai giống ai cả. Trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái uống, trong cái sử dụng đồ dùng, trong cái nhà ở, trong tất cả những cái giao tiếp, nó đều mang cái tính chất cá biệt hết. Quý vị thử tưởng tượng hai cái ngón tay của chúng ta vậy. Chỉ tay nó đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà 1 tỷ người thì 1 tỷ cái lần vân khác nhau. 2 tỷ người thì 2 tỷ lần vân khác nhau. 3 tỷ người thì 3 tỷ người lần vân khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy nhìn hai con mắt cấu tạo về mắt giống nhau hết, không có khác nhau. Nhưng khi chụp hình ra là những cái hình tứ giác hoặc trong mắt hoàn toàn khác nhau. Để nó thể hiện lên gì? Nó thể hiện rằng đây là một cái người mà tốt hay là một cái người không tốt. Đây người ta chụp hình con mắt, người ta đã chỉ cho một cái cách vẽ chính xác trong computer. Tức là sau khi chụp hình xong, ta đưa ra computer, ta có cái cách vẽ. Thì khi vẽ xong, nó sẽ đưa ra cái kết quả. Đây, cái kết quả, cái hình đây. Nếu một người mà có cái hình tứ giác là cái hình thoi bên ngoài và hình thoi bên trong nó hơi vuông một chút, là biểu hiện con người có ý chí. Và đây là một cái người mà đây cũng cái tứ giác mà quý vị thấy là ở đây đó, là ở ngoài của nó là trở thành cái tam giác, mà cái đường này nó hơi cong, giống như cái tứ giác nó bị lài đi. Rồi bên này một cái tứ giác nó chúi cái mũi nó xuống. Thì cái khi nào cái người có con mắt này là cái người hèn nhát. Như vậy đó, khi mà có hữu sự thì những người này là những người bỏ chạy đầu tiên, hạng người hèn nhát. Và đây đó là cái người mà nó có cái tứ giác, nó vuông, vuông bên ngoài, vuông bên trong. Thì đây là cái người nhân hậu. Sống chung với những người này đó thì chúng ta sẽ được sự bình an. Còn đây là cái người mà nó có một cái hình mà coi như là cái tứ giác nó giống như một cái hình thoi mà nó nhọn gốc á, và bên trong đó, cái tứ giác bên trong nó chút cái ngọn nó xuống nữa, thì ở chung với cái người này đó, thế nào cũng có ngày không có bị thương tổn về thể chất thì cũng bị chết đi. Đấy, nếu mà mình ở chung với những người mà bạo hành với mình đó, mà nếu mà người ta đem chụp hình ra, người ta vẽ ra, thì người ta sẽ cho mình cái kết quả là mình có nên sống với cái người này hay không. Và đây là một cái nghiên cứu mà người ta nói rằng trong tất cả những nghiên cứu thì bao giờ nó cũng chỉ đúng đến 9,99% thôi. Nhưng cái nghiên cứu này chính xác 100%, không có sai chạy chút nào cả.
Và bây giờ người ta đã ứng dụng vào trong cái việc người ta tuyển chọn cái nhân sự để làm việc. Khi tới là chụp hình thẳng. Quý vị nào làm giấy đi nước ngoài, quý vị thấy là người ta không có cho mình chụp hình bên ngoài. Mình phải vô trong sứ quán, khi phỏng vấn đó, người ta bắt mình ngồi trước cái máy, ngồi thẳng và người ta chụp theo ý người ta. Thì người ta chụp gì là người ta biết rồi. Khi có chuyện gì xảy ra, người ta xem cái này là người ta lọc ra. Có cái chuyện bạo động gì xảy ra chẳng hạn, thì người ta lọc, người ta biết. Thì chỉ cần tìm đến những người ta tìm đến mà thôi. Và bây giờ trong một cái công ty người ta làm việc đó, thì người ta đã nhìn thấy ra phải tuyển chọn những người có ý chí và những người nhân hậu. Thì cái công ty của người ta mới phát triển được. Còn cái người đó giỏi cách mấy, nhưng mà không có hai cái yếu tố đó đó, thì người ta chỉ làm cho băng hoại một cái cơ sở làm ăn mà thôi. Cho nên bây giờ đó, khi người ta tuyển chọn một người làm việc á, người ta đặt cái chỉ số về đạo đức đứng đầu và mới tới cái chỉ số về tài năng. Còn hồi xưa khi người ta không biết, ta đặt chỉ số tài năng lên vì ta chưa có cách đo. Còn bây giờ ta có cách đo rồi. Vì vậy cái này nói lên cái gì? Cái này nói lên rằng quả của nghiệp đã in hình trong cái đời sống hiện tại. Cho nên nói thân này đó là quả của nghiệp, thì đây nó là quả của nghiệp. Rất khó sửa đổi. Không phải dễ sửa đổi. Cho nên khi chúng ta sống chung với một cái người mà cái quế nhiễm của người ta nhiều quá đó, hãy nên cân nhắc. Khi mình sống với một cái người quế nhiễm vậy đó, thì cái chuyện đầu tiên mà mình không có nhận ra đó là sức khỏe của mình suy yếu. Mà cái này nó là một cái từ trường. Một cái người mà người ta thiện đó, nó thể hiện trong một cái con người nhân hậu, con người ý chí đó, thì khi mình gần họ đó, họ tỏa ra một cái từ trường và nó làm cho cái năng lượng của mình mạnh lên. Nó kích thích những cái phần tốt đẹp trong cái thân cũng như cái tâm của mình được khởi lên. Còn mình ở với những cái người mà họ đó là hèn nhát và hung dữ đó, thì những cái năng lượng của mình xuống thấp. Chưa nói đến cái chuyện họ tấn công mình đó, là bằng cái lời nói, bằng cái mắt, bằng cái những cái cú đấm vân vân, tất cả chưa nói đến những đó. Hoặc là bằng miệng lưỡi của họ, mình chưa nói tới đó. Nói mình đứng gần, ngồi gần không là đã mất năng lượng rồi. Nên quý vị để ý, quý vị nói nè. Quý vị ngồi chung với một cái hội chúng mà người ta nói nhiều quá, quý vị nói mệt quá. Nó rút cái năng lượng mình. Tại vì nó phóng vật mà. Nó làm cho cái dùng đó, nó cái sống nó đi như thế này và nó tán ra. Thì mình ở đó mình chịu không nổi, đúng rồi. Nó làm phá những cái năng lượng lành của mình. Cho nên khi mà ta hiểu biết thì người ta tránh bớt. Và chung chạ với những người đó, đừng có nhân danh tất cả những cái pháp mà thuộc về hiện tượng pháp, thuộc về quy ước, không có nhân danh. Hiện tượng pháp quy ước nghĩa là gì? Người đó là cha mẹ tôi, người đó là anh chị tôi, người đó là con tôi, người đó là chồng tôi, không có nhân danh cái đó. Đời sống nó là những cái mối dây quan hệ. Đủ duyên thì tồn tại, không đủ duyên hết. Không nhận ra điều đó chỉ làm khổ mình mà thôi. Đây, cảm thọ khổ đây. Cảm thọ khổ, tạm hộ ưu đây. Do mình. Khi mình không hiểu biết, mình nói là sao cái số tôi nó khổ gì không biết nữa. Chắc tại ba má tôi thiếu đức. Chắc tại ông trời cũng không có công bằng. Chắc tại tôi xui xẻo, tôi gặp cái cảnh này, tôi gặp cái người này. Thưa quý vị, không ai cũng gặp những cảnh hết. Không ai không gặp cảnh cả. Nhưng mà tất cả đều do cái sự ứng xử của mình. Sự tiếp nhận những cái cảm thọ của mình
sáng suốt hay không sáng suốt. Hôn nhân đem đến sự thương tổn trong đời sống của mỗi người, nhưng mà mỗi người đã xử lý bằng sự sáng suốt hay nín nhịn để mà ôm trong lòng một cái nỗi đau không bao giờ kết thúc được. Và mình ôm vào trong cái tâm của mình nó như một cái cục bú, mà bú này nó thuộc về bú độc. Nó không những nó di căn trong cái đời sống nội tâm của mình á, mà nó còn có một cái khả năng á, nó làm quế nhiễm cả một cái vùng xung quanh. Vì mình nó uất ức, vì mình hận trong lòng mình, cho nên nhiều khi á, ai đối xử mà giống như nó hơi lặp lại hay là lặp lại cái cảnh mà mình đã chịu rồi đó, thì tất cả cái cục mà sân hận này nó sẽ nhảy vào trong đầu của mình, nó sẽ hủy hoại. Nhưng mà nó ra rồi đó thì ở trong này nó không hết, nó ra rồi đó thì trong này nó lớn lên, nó ra rồi thì nó để lớn lên, nó ra rồi lớn lên. Là vì chúng ta thiếu sáng suốt để nhận ra rằng đó là cái nhân quả với mình và cái người đó, người ta giày xéo mình, người ta hành hạ mình, người ta làm cho mình điên đảo hết. Nhưng mình đã không biết đi bằng pháp tránh, mình không biết đi bằng pháp né, và mình cũng không có đủ một cái lực thuộc về sự sáng suốt để mà cắt đứt cái quả mà thuộc về đó khổ đau của mình đấy. Cho nên mình cứ chập chờn mà nói, chập chờn mà nói, chập chờn mà nói. Nói không được cũng ráng mà nói, và không hiểu rõ được cái điều này cho nên gọi là chập chờn. Thế ra cảnh đây, thấy không? Người đây, những cái cảm xúc đây, những cảm thọ đây, nó cứ như thế. Có khi nó tác động tới mình, nhưng khi mình nghĩ chừng nào mình tức chừng đó là mình tác động tới cảnh nào. Mà cứ thế nó đi qua đi lại trong cái đời sống của mình. Là vì chúng ta đi tìm cái lạc hỷ và chúng ta từ chối cái khổ ưu. Trong khi trí tuệ sáng suốt đó không có tìm lạc hỷ, cũng không chống đối khổ ưu, mà phải hiểu rõ lạc hỷ là gì mà khổ ưu là gì. Để khi trong tâm chúng ta khởi lên một cái lạc hỷ, chúng ta hiểu nó là lạc hỷ gì. Lạc hỷ này có nên tiếp tục hay chỉ tới đây là đủ rồi? Khổ ưu này khởi sinh từ đâu? Nó là cái dây quan trái gì mà để nên cái đau khổ này? Thì chúng ta nhìn ra nó để mà nó suy yếu lần và nó kết thúc. Ít ra nó kết thúc trong tâm của chúng ta. Chúng ta nói như thế này: cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Cảnh luôn luôn nó tác động vào chúng ta, tác động vào chúng ta. Việc làm của cảnh luôn luôn là như thế. Nhất là quả nghiệp chúng ta nó cứ tác động thường xuyên. Vì khi mà chúng ta tạo tác, cái nghiệp bất thiện của chúng ta nó xảy ra ít nhất 7 lần trong một cái lộ trình của nó. Và như vậy chúng ta đã thuộc lòng cái chỗ là một giây đồng hồ 250.000 tỷ. Thành ra làm sao nó không tác động? Nó tác động liên tục mà, gió nó không bao giờ dừng lại mà. Nhưng tâm chúng ta dừng được. Khi chúng ta sáng suốt, chúng ta nhận, chúng ta quan sát, chúng ta thấy. Sư cô có chỉ cho một cái cô, cô có một cái cậu trong trai 4 tuổi mà quan trái rất là rõ ràng. Mẹ chở lên đi xe Honda, nó nói đó, bây giờ ngừng lại mua cái món này. Nó thấy, nó đi đường nó thấy, ngừng lại mua món này. Mẹ nó không được, phải về. Chiều trễ rồi phải về nấu cơm cho cả nhà. Lập tức tắt máy xe Honda. Tất cả nó đều làm nghịch lại cho nó hết. Và khi nào nó, cô này cô bảo là khi nào mà cô hung dữ lên, cô quát tháo lên và cô đánh đập thì kết thúc. Mà không hung dữ, không quát tháo, không đánh đập thì không dứt.
Và cổ nói đây là một cái điệp khúc. Từ ngày sanh ra nói cho tới bây giờ, đây là một cái điệp khúc. Mà mình là cái người đó, biết rằng cái những cái sân hận của mình làm khổ của mình dữ lắm, mà mình cứ phải làm như vậy hoài sao? Rồi phải sống với nó trong bao lâu nữa bây giờ? Thì sư cô mới nói với cô đó, cô tu thiền mà. Cô đã từng đi giữ những cái khóa thiền rồi. Cô biết nhìn cái tâm mà. Cô biết thế nào là tâm sân. Cô biết thế nào là tâm không sân. Vậy thì bây giờ cô tập lại đi. Thay vì cô nhìn trong tâm cô đó, cái lúc mà nó nổi lên đó, cô nhìn nó với tư cách là một quan sát. Còn trước đây á, là cô nhìn nó với cái con mắt bực bội. Vì khi mà nó quậy ngược lại cô không chịu đựng được, cho nên là cô tức tối. Cô nhìn thẳng vào nó, và cô quát lên, và cô đét vào đít nó. Thì nó thấy cái sân hận nơi cô lớn quá, mà cô là có thể khả năng áp đảo nó, cho nên nó chùng bước lại. Cô dùng tâm sân để trấn áp tâm sân. Bây giờ cô không dùng cái điệp khúc đó nữa, mà cô quan sát nó, coi coi nó diễn tiến trong tâm nó như thế nào, và nó muốn cái gì, thì cô sẽ thấy nó thay đổi. Và cô làm y như vậy thì nó khựng lại. Nó trố con mắt nó nhìn cô. Và sau đó nó nói là mẹ muốn cái gì? 4 tuổi, hỏi mẹ muốn cái gì? Thì cô nói là mẹ muốn bình yên. Nó nín, nó đi ra ngoài. Cho nên quý vị thấy quan trái nó đuổi theo. Nhưng mình không biết. Mình tưởng nó còn nhỏ lắm, mình tưởng nó là con mình, nó còn nhỏ lắm. Nhưng đây là điệp khúc. Hãy nhớ, khi nào cảnh tác động trong tâm ta là một điệp khúc, thì chúng ta hiểu đây là quả của mình. Không sai khác được đâu. Nhất định đó là như vậy. Đây là cái hoạt động mà, thuộc về cảnh và tâm. Và nó tạo nên những cái cảm thọ, tạo nên những cảm xúc, thì tức là mình có phản ứng. Mà động tác là gì? Là phản ứng. Là mình có ứng xử, là mình ứng xử. Là mình có xử lý cái sự việc đó, xử lý nó đấy. Là tạo tác. Là thiện và bất thiện nổi lên. Là như vậy chúng ta tạo nên cái dòng nghiệp mới. Và trong cái mối quan hệ với đứa con này, mối quan hệ với người chồng này, mối quan hệ với người bạn này, là nó hình thành những cái sợi dây. Mà đó là cái duyên để mà cái thiện lành nối kết hay quan trái gia tài. Nhìn cho rõ, nhìn cho rõ với tư cách mình là cái người quan sát. Và khi chúng ta quan sát một cách khách quan và hiểu một cách khách quan, thì có nghĩa là chúng ta đang ứng xử bằng tâm thiện trí ở đây. Ứng xử ở cạnh đây. Chúng ta không bị lôi cuốn vào cảm xúc. Còn không, chúng ta sẽ bị lôi cuốn trong cảm xúc. Hãy tự quan sát trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị lôi cuốn trong cảm xúc. Chúng ta bị những cái lớp sống cảm xúc đó hành hạ chúng ta. Và có khi chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta ứng xử trong cảm xúc. Và nhớ rằng những cái cảm xúc thiện không bao giờ nó có thể là nó làm ra một cái phản ứng cực mạnh như vậy. Không có. Không có. Những cái cảm xúc thiện đó, nó thuộc về hỷ thiện hay là lạc thiện đó, bao giờ nó cũng nhẹ nhàng. Bao giờ nó cũng thanh thoát. Còn những cái kia, nó mạnh mẽ và nó đầy sự kích động. Cứ quan sát rồi sẽ thấy. Và lúc nào những cảm thọ này cũng khởi lên. Và nó nằm trong cảnh. Cảnh hiện bày ra, hoặc là cảnh ở trong tâm. Cảnh hiện bày để cho mắt thấy, để cho tai nghe, để cho mũi ngửi, để lưỡi nếm, để thân xúc chạm, gọi là cảnh hiện bày. Và có cảnh do tâm tạo tác ra. Và để cho nó ứng xử trong tâm. Và cảnh trong tâm cũng dẫn dắt. Nó cũng dẫn dắt mình đi. Con mình với con hàng xóm đánh lộn nhau. Mình đâu có thấy, không có chứng kiến. Nhưng mà nghe nó nói.
nó nói, rồi mình qua cái lời nói đó mình nghĩ nó là như vậy, mình tưởng nó là như vậy, thì nó mới từ cái nghĩ cái tưởng đó nó mới dẫn mình đi tới cái nhà của người ta, mình mới có những cái lời mà coi như là thiếu thận trọng. Con mình nói là chính xác, và nóng lòng vì con của mình, thấy nó bị chảy máu trên cái đầu là người mình nó đã rần đó rồi, không chịu đựng được rồi. Và những cái đó nó dẫn mình đi từ cái lời nói của nó, là mình nghe qua cái lỗ tai, mắt mình không có chứng kiến, nhưng trong tâm mình tưởng ra, và như vậy nó dẫn mình đi. Tất cả những hoạt động đều như vậy. Và chúng ta phải nhớ rằng cuộc đời của ta đều do ta suy nghĩ, đều do ta khi tiếp nhận những cảm xúc chúng ta đã ứng xử ra sao. Không có ai trong này cả, đừng đổ thừa cho ai cả. Và tất cả những gì ngày hôm nay mà chúng ta tiếp nhận nó cũng không do ai cả, do chúng ta đã từng tạo tác như thế. Bây giờ nó quay lại, cái luật của nó, cái luật thuộc về nhân quả, thì nó như thế này. Hễ chúng ta gieo một cái gì xuống mà cái người khác nhận đó, thì một ngày nào đó đó, chúng ta sẽ nhận lại cái sự tạo tác này nơi một cái người khác, và chúng ta là kẻ nhận. Còn khi mình tạo nghiệp á, mình là cái người gieo xuống. Người gieo xuống thì hỷ họ, cái người nhận mới biết được. Cho nên là những người khôn ngoan, người ta đào tạo con cái của người ta tinh tế đó. Sư cô thấy phần lớn cái người Việt mình á, từ cái hồi nghèo mà đến khi làm ăn khá giả được, thì luôn luôn nó nghĩ rằng hồi đó mình cực quá, thiếu quá, bây giờ con mình không cực nữa, con mình không thiếu một cái gì hết, thì hạnh phúc là đã cho con được cái điều đó, mãn nguyện gì đã cho con cái điều đó, và nghĩ rằng con không cực nữa, con không thiếu nữa, thì như vậy đời con mình là mở ra một cái chân trời. Mai kia mình nhắm mắt đi nữa, để hết tài sản của nó an lòng. Thưa quý vị, đó là giao trứng cho ác. Bởi vì không ai làm giàu bằng sự hưởng thụ cả. Người ta làm giàu bằng sự làm việc, bằng sự cần mẫn siêng năng, bằng sự sáng suốt. Không ai làm giàu bằng hưởng thụ cả. Cho nên người qua đó, có những cái gia đình người ta đào tạo con người ta rất giỏi, người ta nhắm trong cái đám con của người ta đó, đứa nào người ta để lại cái tài sản của nó, trước nhiên là ta tuyển chọn cái đứa nó có ý chí, nó có ngân hậu cái đó. Rồi xong sau đó cái công việc mà người ta huấn luyện của nó đó, người gọi là khổ luyện cho nó, người ta gửi tới một cái ông chủ bạn của mình, mà ta nói tôi đưa nó đến đó, với cái tư cách là nó đi làm công từ cái hạng bét nhất cho đến lên, và ông phải cực kỳ khó khăn với nó thì ông mới là bạn của tôi, còn ông nuôi chiều nó tôi sẽ đem nó đi chỗ khác. Giàu là nó phải quét rác, nó phải dọn dẹp những gì thợ nó làm ta bày ra là nó phải dọn hết, sai bảo cái gì là phải chạy te te làm cho lẹ làng, còn không ông phạt ông trừ lương nó. Còn nếu ông coi nó là con của tôi đó thì tôi không có gửi con tôi cho, phải đào luyện, phải huấn nhục nó cho đến khi mà nó hiểu được tất cả những cái cực khổ, những cái khó khăn của từ công việc nhỏ cho tới công việc lớn. Từ cái người thấp kém bị người ta sai biểu tối tâm mặt mũi, rồi là lên tới cái cấp bậc phải làm này là khó khăn, này cấp bậc khác khó khăn, cái khác nó hiểu, nó am tường hết á, thì về sau giao cái tài sản, cái cơ xưởng này cho nó biết đối xử tốt với cái người cộng tác của nó, thì như vậy nó mới bền vững được. Cho nên quý vị thấy mình cũng như huấn luyện, mình cũng như cái người cha của đứa con đó mà huấn luyện cái đứa con, không có để cho chúng ta đó bị lôi cuốn theo những cái
sự thọ hưởng thuộc về dục lạc này đứng hàng đầu trong đời sống chúng ta. Mà chúng ta phải lấy công việc làm niềm vui. Những cái công việc đó nó làm cho những cái năng lượng lành, và nó làm cho những cái năng lực mà chúng ta đã có từ vô lượng kiếp bây giờ, nó có cái điều kiện nó phát sanh đi. Vì khi chúng ta đó làm những cái điều tốt, lợi ích chung cho gia đình, cho xã hội, cho bản thân mình, thì tất cả những đó đều là pháp thiện, nó khởi sanh lại, nó làm cho cái những cái mầm tốt đẹp nơi cái thân và cái tâm chúng ta có điều kiện phát sanh. Chúng ta có làm chúng ta mới biết là chúng ta khéo léo hay không khéo léo. Chúng ta có làm chúng ta mới biết là sức chúng ta dẻo dai không dẻo dai. Chúng ta có làm chúng ta mới biết cái ý chí chúng ta mạnh mẽ hay suy nhược, chúng ta mới biết được. Còn ăn với hưởng không thì không biết đâu. Ăn hưởng thì ăn bao nhiêu cũng được, mà hưởng bao nhiêu cũng được. Hưởng xong rồi chết tại chỗ cũng được. Biết bao nhiêu người là hưởng rồi chết liền tại chỗ, vẫn thấy vui vẻ mà làm. Nhưng đó là con đường của sự thoái đọa về tâm đức. Hãy nhớ mình dạy dỗ mình như vậy. Phải rèn luyện. Con người ta đó có cái phước mới được rèn luyện. Người vô phước là cái người không được rèn luyện. Cho nên Đức Phật nói, một cái thớt voi mà được vua ngự là con voi đó đã được thuần hóa. Một cái con ngựa, một con ngựa hoang dã mà trở thành con ngựa chiến để cho một cái vị tướng ngồi trên cái lưng của nó là con ngựa đó đã được thuần hóa. Cho nên tâm của chúng sanh nó phải được thuần hóa, còn xong nó sẽ là cái tâm hoang dã. Và nó sẽ như con ngựa bất kham, và nó lôi chúng ta đi trên con đường vô định. Đó là cái luân hồi vô định. Và chưa biết sẽ rơi vào trong cảnh giới nào. Và phải từ trong cái lao đao đó là chúng ta phải học biết bao nhiêu lâu thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái sự hoang dã trong tâm của mình. Đời nay đó, người ta nuôi trẻ con lớn lên đó, ta không chấp nhận sự huấn luyện. Không chấp nhận. Người ta chỉ chấp nhận sự thọ hưởng thôi. Cho nên là quý vị thấy không? Ngày hôm nay sư cô đi nhiều nơi đó, sư cô thấy đó, đa số con nít đó là đều bị đeo mắt kiến hết. Một cái bệnh thứ hai của trẻ con mà mình không ngờ được đó là nó bị đau cái cột sống cổ và cột sống lưng. Bởi vì nó ngồi sao cũng được. Được tự do mà. Ngồi sao cũng được. Ngã đầu sang bên, nghiêng đầu sang bên, nằm ghế sofa, làm bất cứ cái gì cũng được, không có ai sửa. Để cho nó được thoải mái, để cho nó được tự do. Người ta đã hiểu lầm rồi. Thân và tâm này phải được huấn luyện. Và khi mình hiểu rằng được huấn luyện là phước báu thì mình mới hợp tác. Quý vị nè, ngày nay người xuất gia cũng không chấp nhận huấn luyện. Người ta chỉ đến cái nơi đó, mà nơi đó cho hưởng nhiều chừng nào thì ở, mà làm nhiều hơn hưởng thì đi, mà rầy nhiều uống nắng nhiều thì đi. Đi ra thì là nói rằng khó quá, nghiêm khắc quá, cái gì cũng quá hết, chịu không được. Nhưng người ta đã tự loại người ta ra khỏi cái con đường chân chính. Không tiếp cận được, không đủ phước để tiếp cận được. Thành ra ở đời cũng vậy mà đi tu cũng vậy. Nếu chúng ta hiểu được huấn luyện là phước báu, bởi vì tâm chúng ta được huấn luyện đi vào con đường thiện. Còn nếu nó không được rèn luyện, nó là con ngựa hoang dã. Chúng ta thích hoang dã thì chúng ta đi con đường và chấp nhận. Cho nên người ta có tự do sau khi người ta đã được rèn luyện. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói thế này, một cái đứa nhỏ nó học chạy xe đạp. Nó nói ba dạy con chạy xe đạp. Ba nó ngồi lên xe, hai cái chân là đạp tới, không được đạp lui.
con mắt ngó đằng trước, hai tay vịn ghi đông, cho đàng hoàng tử tế, ngồi thẳng cái lưng lên. Ba nó vịn bên cho nó đạp. Không được làm trái cái đó, làm trái là không khẽ. Nó thấy chán quá. Ở nhà bạc mình kế bên, ổng là đi xe, đi xiếc, đi xe đạp có một bánh ở trên cái dây, đi đu dây, ổng nổi tiếng. Tại sao mình phải theo ba mình qua bên bác hỏi. Bác nói dễ con, chuyện đi xe đạp mày muốn đạp tới cũng được, đạp lui cho ba mày khó. Muốn đạp sau cũng được, mày muốn để một tay cũng được, vịn ghi đông một tay cũng được, mà buông luôn hai tay cũng được, không sao mày, chuyện nó dễ. Không khó gì hết. Còn mắt mày muốn ngó đâu mày ngó, thoải mái thôi, chả có vấn đề gì hết. Thì quý vị sẽ nghĩ ra, cái đứa nhỏ đó, nó sẽ trả cái giá như thế nào, nó mới đi được xe đạp. Nhưng mà nếu nó chịu theo ba nó đi vào một cái khuôn khổ căn bản, thì sau đó nó mới trở thành như bác nó được. Còn bây giờ thì người ta không có làm cái gì về căn bản, thì người ta không có chịu phí thời giờ trong đó, mà người ta muốn bay lên trời không à. Vô tu cũng vậy, vô thiền viện cũng vậy, mà vô chùa cũng vậy. Cứ muốn là bữa nay bước chân vô là ngày mai là phải thành tựu. Là phải hưởng tất cả thì người ta mới chịu thôi. Một cái thời đại mà cái tâm tham lên đỉnh điểm và cái tâm sân lên đỉnh điểm nhưng không hề biết đó là tham và sân, không hề biết, vô minh đến như vậy. Cho nên cha mẹ ngày nay đó nuôi con cực lắm, tốn dữ lắm, mà tội lỗi dữ lắm. Không có đào luyện cho con mình á thành một cái con người tử tế đàng hoàng. Mà muốn đào luyện cho con mình á, thứ nhất là thành thần đồng. Cái thứ hai nữa là thành những cái con người mà ăn trên ngồi trước, muốn cái gì được cái đó. Thì cô rốt cuộc đó, nó muốn đi xuống địa ngục của mình cũng có lý. Cho nên quý vị thấy, khi mà cái đời sống của mình đó, thì những cái tác động ở bên ngoài đó, hãy nhớ đó là những luồng gió nghiệp. Mà chúng ta đây đó, chỉ có thể bình an được đó, khi nào chúng ta biết nó là gió nghiệp. Và chúng ta có cách né, chúng ta có cái cách tránh, chúng ta có cách an trụ lại trong cái tâm của mình để không bị những cái ngọn gió đời này nó xô dạt ở trong tâm. Mình không biết. Cho nên là hễ cái ngọn gió lạc và ngọn gió hỷ nó thổi tới đó thì mình đây là phơi phới. Nhưng mà khi cái ngọn gió này nó tắt phục rồi đó thì cái khổ ưu nó khởi lên đó, thì trong tâm của mình á, một là nó sẽ đau khổ, nó chống đối, hai là nó mơ màng lại cái cũ, nó không bao giờ mà nó chấp nhận một cái hiện tại để nó ứng phó và nó vượt qua, nó vươn lên, không bao giờ. Cho nên người ta sống bằng quá khứ, người ta cứ hoài vọng để mà đau khổ. Hoặc là những cái khổ ưu này nó đã đi qua rồi mà người ta đang hưởng cái hỷ lạc đây, nhưng người ta vẫn nằm về trong cái quá khứ đó. Quý vị thấy tâm người ta đảo điên là do không có được rèn luyện, do không có được coi như là hiểu biết để mà chúng ta đặt mình vào trong sự quân luyện. Năm giới là cái mà chúng ta phải đặt mình vào trong khuôn khổ đó. Hành năm giới là cái tích cực để chúng ta thoát khỏi những cái đau khổ. Thì không ai nghĩ cả, không ai nghĩ tới cái điều đó cả. Người ta thích cái gì nó ở trên trời nữa kìa. Chưa có định mà muốn tuệ. Giới thì lỏng lẻo như thế này, định thì nó bấp bênh như thế này mà muốn tuệ. Cái gì muốn? Tham muốn. Làm sao mà nó tâm tối như thế mà trí tuệ được có thể phát sanh được? Không có đâu. Không có. Và đừng tưởng rằng là tất cả những gì tuệ giác mình hành trì trong cái tứ điểm xứ là định trong cái thiền định bỗng dưng nó có trong đời mình. Quý vị nghiên cứu
lực tỳ kheo, quý vị sẽ thấy rằng y như những cái người mẹ mà gọi là hiền thục, mà đức hạnh nó dạy con của mình, nó từ ly từ tí, từ chút một, để cho con của mình nó phải có ý tứ, lúc nào cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng, không có phải là co cứng, cũng không có phải là khắc nghiệt, nhưng nó biết cái nếp nào phải giữ và cái gì không nên sổng chuồng ra. Còn nếu không, cái tâm luôn luôn sổng chuồng. Quý vị rồi xuất gia, quý vị học cái giới luật của cái người xuất gia, giới luật của tỳ kheo ni, thì quý vị thấy đó, Đức Phật cũng như cái người mẹ hiền thục mà hết sức là đức hạnh, tỉ mỉ với con cái từ chút xíu mà. Con ơi, cái gì đã cho ai rồi không được đòi lại nha con, có trong luật. Cái gì con đã nói người ta đàng hoàng tử tế rồi, không có được nói ngược lại như con, đó là luật. Có bao giờ chúng ta nghĩ những điều mẹ chúng ta dạy, ông bà chúng ta dạy tỉ mỉ như thế có trong luật không? Có. Cho nên cái pháp Phật nó không để cho cái tâm quế nhiễm này tiếp cận được. Pháp Phật nó phải nằm trong cái thiện. Khi mà chúng ta hiểu vậy đó thì chúng ta mới biết rằng là nhìn lại cái phước của mình. Má mình sao, ba mình sao, ông ngoại bà ngoại mình, ông nội bà nội mình sao, dạy dỗ như thế này, thì cái phước nằm chỗ đó. Chúng ta sinh ra từ một cái đứa sơ sinh mà. Mẹ chúng ta mang thai mà mẹ đã biết dạy con từ trong cái thai bào này, bà ngoại đã biết dạy cháu ngoại từ trong thai bào, bà nội cũng vậy, ông nội ông ngoại cũng vậy, là đại phước báu cho mình. Sinh ra tập ăn có nơi có chỗ, ăn xong biết lấy cái khăn lau cái miệng của mình, tập từ chút từ ly như vậy, đó là phước báu. Và cái phước báu đó không phải trên trời rớt xuống, mà mình đã từng làm mẹ, từng làm cha, từng làm bà ngoại, từng làm ông nội, bà nội. Mình cũng đã, với những cái chúng sinh khác đó, mình cũng đã giúp đỡ cho những cái chúng sinh đó, để chúng sinh nó đi trên con đường thiện. Thì chúng ta mới có được một cái gia đình mà ông bà cha mẹ chúng ta như vậy. Còn không, lớn lên như cỏ dại, lớn lên như cây quang, mọc sao cũng được, chỉa nhánh thế nào cũng được, đâm rễ ra sao cũng được. Và bây giờ nếu mà chúng ta đi được trên con đường, mà con đường của chư Phật đó, thì cái đó là do phước của chúng ta nhiều đời. Hãy giật mình ở cái chỗ này để mà giúp đỡ cho những cái chúng sinh khác với tất cả cái tấm lòng của mình. Để rồi mình sinh ra đời, mình tái sanh trong cái hoàn cảnh nào đó, mình cũng được rèn luyện, và mình biết hợp tác trong cái chuyện rèn luyện đó. Đó là cái điều hết sức là quý báu. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ nhầm lẫn. Bây giờ là chúng ta nói đến cái thọ tương ưng với cảnh và thọ bất tương ưng với cảnh. Thì lần trước thưa cô có nói rồi, khi mà thọ mà nó tương ưng với cảnh, tức là nó cảm ứng nhau được, nó đi cùng một cái chiều thuận với nhau, thì hãy cảnh tốt thì cái thọ hỷ nó khởi sanh, cảnh tốt thì hỷ khởi sanh, lạc khởi sanh lại. Đó là cảnh tốt, là gọi là rất tốt đó. Cảnh tốt nhất, cảnh rất tốt, cảnh cực tốt thì cái hỷ khởi sanh lên. Nếu mà cảnh tốt á, thì thông thường là cái xả khởi sanh lên. Và nếu mà cảnh xấu á, thì một là xả, hai là cái ưu nó khởi lên. Nó đi theo cái chiều thuận của nó như vậy. Như vậy nó đi theo cái chiều thuận của nó là nó sẽ đi vậy. Bây giờ cái thứ hai mình gọi là cái thọ mà nó bất tương ưng với cảnh á,
Thí dụ cảnh rất tốt á, thay vì hỷ khởi lên á, thì xả nó khởi lên hoặc ưu khởi lên. Cảnh rất tốt, thay vì hỷ khởi lên thì xả ưu lại khởi lên. Đối với cảnh tốt á, thay vì hỷ khởi lên á, xin lỗi, đối với cảnh tốt thay vì xả khởi lên á thì hỷ nó lại khởi lên. Vì cứ ghi cái ý chính đi rồi chút sư cô sẽ giải thích. Và khi mà cảnh xấu nó khởi lên á, thì thay vì cái xả hoặc là cái ưu nó khởi lên á, thì bây giờ hỷ nó lại khởi sanh. Hoặc là cảnh rất xấu, thay vì ưu khởi lên á, thì xả và hỷ nó khởi lên. Nhưng mà cả hai cái này, thọ tương ưng với cảnh và thọ bất tương ưng với cảnh á, thì nó chỉ xảy ra cho những cái chúng sinh còn trong cái cõi dục, hoặc là trong cái cõi mà nó có đầy đủ hai cái phần, phần thiện và cái phần bất thiện. Hay nói rõ hơn đó là những cái cảnh này nó xảy ra đó, nhất là những cái phần mà nó gọi là bất tương ưng với cảnh đó, là nó xảy ra cho những cái chúng sinh mà nó có sự điên đảo. Người ta gọi là pháp điên đảo đang khởi lên trong tâm. Hồi nãy chúng ta đang nói đó, là thọ bất tương ưng với cảnh, thọ tương ưng với cảnh. Hồi nãy sư cô có nói là thọ tương ưng với cảnh, tức là nó đi vào cái chiều thuận của nó này. Hay là thọ bất tương ưng với cảnh đó, thì cả hai cái này đó, nó đều nằm trong cái tâm của những cái vị phàm phu. Tức là phàm phu thì có cái pháp thiện và có pháp bất thiện, nằm trong tâm của vị phàm phu. Và thông thường đó là khi mà thọ tương ưng với cảnh đó, thì nó là nó nằm trong cái pháp thiện. Còn thọ mà bất tương ưng với cảnh đó, thì nó nằm trong cái pháp bất thiện. Và nó còn gọi là cái pháp điên đảo. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Như nãy chúng ta nhìn thấy trên cái hình này đó, ví dụ đối với một cái cảnh mà nó ở trong cái mắt của cái người nhân hậu đó, thì quý vị thấy đó là cái cảnh xấu nó cũng thành tốt. Sư cô kể một cái chuyện thật đó, là 9 giờ rưỡi đêm mà có một cái cậu công nhân đó, cậu đi uống cà phê, cô về, cô nói sư cô có chuyện lạ đây. Nó hỏi cái gì lạ? Cậu nói là con đi ra con uống cà phê, con ngồi con quán đó, thì con thấy là có một cái người thanh niên đó, nó giật đồ của người ta, thì cái người ta mới túm được, người ta đánh dữ lắm, không có ai can ra được. Khi buông ra là máu me cùng hết. Thì cái lúc đó nó diễn ra bên cái vệ đường đó, thì cái bà chủ nhà trong đó, nó bà ra đó, bà thấy rồi mấy người đó thả ra rồi đó, thì bà mới cầm 1 triệu qua cho. Bà nói đi vô bệnh viện mà chữa bệnh đi. Thì như vậy đó, đối với một cái người mà nhân hậu như vậy đó, thì cái cảnh đó người ta không có đặt cái vấn đề là bây giờ là cái người nào xấu, người nào tốt hết. Nhưng người ta đặt vấn đề là bây giờ cậu này bị thương tích nhiều quá mà lại không có cái tiền nữa thì sợ chết quá, cho nên là cho 1 triệu để đi vô bệnh viện mà chữa trị. Như thế không? Với cái người nhân hậu khác, mà ta không ngồi đó để bình luận rằng là cái người đánh đó là đúng hay sai, người ăn cắp đó là xấu hay tốt, người ta không bình luận cái chuyện đó. Mà khi người ta nhìn cái cảnh đó xảy ra thì cái tâm người ta, cái lòng nhân hậu, cái lòng từ bi người ta khởi lên. Là bây giờ cái người này nó bị thương tích nhiều quá, nó có thể đưa đến cái chết, thì thôi bây giờ mình móc thì mình cho nó để nó đi chữa bệnh cái đã rồi tính sao. Vì thế nó khác. Cho nên tất cả đều do tâm. Sư cô lấy cái vân tay và cái con mắt này để thấy rằng là mỗi người đó, nơi mình đó, cái tính cách của mỗi người nó khác nha. Cái người này là nó nghiêng về cái lòng nhân hậu, cái người này đó nó nghiêng về sân hận. Cho nên tại sao trong cái đời sống mình không có nên tích lũy những cái bực bội, những cái bức xúc, những cái sân hận mình bên trong. Bởi vì khi mình chết mình tái sanh, cái này mình chịu chứ ai chịu đó. Còn nếu mình giải ra được thì cái đời mình sanh ra
trong cái cơ địa của mình cũng như trong cái dòng chảy của cái nghiệp quả của mình đó, nó là cái sự nhân hậu, là do mình thôi. Chứ còn nghịch cảnh thì không có người nào không có. Nhưng mà cái ứng xử làm sao để mà vượt qua nó là cái vấn đề. Còn nó không sẽ, nó sẽ in dấu. Mình sinh ra với bất cứ là một cái chúng sinh nào còn luân hồi trong cõi dục thì sắc thân này nó in dấu nghiệp ở trong đó. Thế vậy bây giờ khoa học nó đã chứng minh ra được bằng cái vân tay, bằng cái hình của mắt. Vân tay thì không có nói rõ, không có nói rõ, cái sự phân tích nó chưa đi đến sự thống nhất, nhưng mà cái này nó thống nhất 100%. Cái dấu nghiệp đây. Thành ra cũng thời một cái cảnh đó mà cái tâm của người nhân hậu nhìn ra. Và như vậy chúng ta sẽ thấy này, đứng về mặt cấu trúc hình thể thì đây cấu trúc hình thể khác nhau. Và qua cái lăng kính của cấu trúc hình thể này, nó cũng đã thay đổi rồi, huống chi nó lại còn kết hợp, thích hợp trong cái tâm của chúng sinh đó. Như vậy cái bản tính người này nóng nảy nè, sân hận nhiều nè, hung dữ nhiều nè, thì nó thích hợp, nó thích hợp trong cái cơ địa, cái cấu tạo về mắt, kể cả những cái búi thần kinh của nó là nó cũng nằm trong một cái độ mà coi như cái mức độ mà nó đưa đến cái sự nhạy cảm về mặt sân hận này rất là cao. Và tất cả đều do đâu? Là do mình khi mình đụng cảnh rồi mình không xả, mình lưu giữ trở lại bằng cách nhớ, bằng cách tưởng. Thì như vậy trong cái pháp mà gọi là pháp biên đạo này đây, pháp điên đảo này nó nằm trong cái bất thiện pháp, đầy đủ cái tham sân si đây, nó gọi là pháp điên đảo, tham sân si đủ hết. Pháp điên đảo này chia ra làm ba. Pháp điên đảo thuộc về kiến điên đảo. Cái thứ hai là tâm điên đảo. Và cái thứ ba là tưởng điên đảo. Ba cái. Nhìn vào cái hình này đó thì chúng ta thấy là cái người mà hèn nhát và cái người mà hung dữ này đó thì nó chứa cái pháp điên đảo. Mình sống với những người đó chỉ có cách là tránh được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Không có cách gì khác hơn. Cắt đứt được thì cắt đứt, không cắt đứt được thì tránh chừng nào tốt chừng đó. Tránh không được thì giữ cái tâm của mình. Hãy nhìn xem những cái hiện tượng thuộc về sân hận, thuộc về điên đảo của người này diễn ra như thế nào, cũng giống như chúng ta thấy một cái đề mục mà nó khởi lên vậy thôi. Thì thoát. Còn nếu không quan sát nó như một cái đề mục thì chúng ta không dính cái này sẽ dính cái khác. Bởi vì nó sẽ tác động, và nó sẽ tác động vào trong cái pháp điên đảo mà chúng ta có sẵn trong tâm. Người phàm phu có sẵn pháp điên đảo trong tâm, cho nên rất dễ câu thông với những cái pháp điên đảo của người khác. Cả hai nó sẽ nối kết nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem đó là kiến điên đảo là gì. Thì như chúng ta biết đó, bao giờ cũng vậy đó, mọi việc nhất là tưởng đó, bao giờ nó cũng có như thế này đúng, rồi nó có sai, rồi nó mới có điên đảo. Không đi được con đường đúng thì tất nhiên là nó phạm vô cái sai. Và cái sai này nó sai lạc cho đến đổi mà coi như nó ở vào một cái tình trạng là khó mà thay đổi được nữa, nó là điên đảo. Nó đi tới náo động mới điên đảo rồi. Thì nó đi con đường đó. À, con đường đúng là con đường thiện. Con đường sai là con đường bất thiện. Mà điên đảo nữa thì bất thiện cực kỳ nặng. Đi như thế. Thế bây giờ chúng ta nói kiến điên đảo. Kiến điên đảo đó thì tức là tà kiến. Cái này nó tương phản với cái mà chúng ta gọi là chánh kiến.
chánh kiến thì bao giờ cũng có sở hữu trí tuệ, mà tà kiến thì bao giờ cũng có tưởng điên đảo nằm trong tâm. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta nói về cái tâm điên đảo thì nó gọi là tà tâm. Tâm điên đảo này là tà tâm. Cái tà tâm này có nghĩa là nó tương phản với con đường chính trực. Cái tâm con người ta mà không ngay chánh thì nó phải đi cái con đường cong vẹo, nó đi con đường lệch lạc thì nó dẫn tới sự điên đảo. Cái người nào mà muốn cái gì mà không nói thẳng ra mà nói vòng vòng, nói vòng vòng, nói éo qua lượn lại là cái người đó có cái tâm nó gọi là quanh co, uốn khúc, cái tâm không ngay chánh. Còn cái người ngay chánh có cái gì nói thẳng ra. Có thể người ta không vừa ý, có thể người ta không hài lòng, nhưng ít ra người ta biết rằng người này nói là nói thật. Dẫu cho cái lời đó người ta có bực bội đi nữa nhưng mà tôi cũng rất là chân thật. Còn cái người mà nó tâm nó quanh co đó thì cái miệng nó lúc nào nó cũng cười hết, nói rất là ngọt ngào, nhưng mà rồi đó là lưỡi gươm giáo nó để đằng sau lưng, mình vừa cúi xuống với nó là tâm liền. Thành ra cái đường ngay chính khác, còn cái đường tà vẹo nó khác. Đường tà vẹo nó là tà kiến. Và khi mà tà kiến nó phát sanh lên á, nó không bao giờ thấy được pháp chân đế, mà nó chỉ thấy được cái tham sân si là chủ yếu thôi. Không thấy được, không thấy được tất cả những cái. Cái người ta mê muội, người ta hỏi tu để làm gì ạ? À? Tu để giải thoát. Giải thoát là sao? Giải thoát là chấm dứt luân hồi. Chấm dứt luân hồi là sao? Là không có sanh tử nữa. Không sanh tử sao sống? Vậy ở đâu? Làm gì? Mình nói niết bàn, hỏi niết bàn có ăn gì ngon không? Niết bàn có lợi ích gì? Sao mình trả lời được với cái người mà chủ nghĩa thực dụng? Khi người ta sinh ra trong cõi dục thì người ta lấy cái sự thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc, là cái đứng hàng đầu. Khi một cái bậc mà tu thiền định sắc giới và vô sắc giới thì người ta lấy cái sự ly dục là đứng hàng đầu. Hạnh phúc của người ta là được ly dục. Và đối với một cái bậc mà đã đắc đạo quả thì diệt dục là hạnh phúc. Thành ra một cái người mà người ta lấy cái dục vọng làm cái hạnh phúc của đời người ta thì chúng ta nói ly dục là chúng ta nói nghịch rồi, mà nói diệt dục lại càng nghịch hơn nữa, là chuyện không thể chấp nhận được. Thấy chưa? Không thể nào chấp nhận được cả. Thành ra cái người ta không có đủ cái phước báo để người ta thể hưởng được những cái phước trong sạch hơn. Cũng như bây giờ cái người thiếu phước nó ở gần cái kênh rạch mà nó bị nhiễm cái mùi hôi thối lâu năm, rồi rác rưởi chung quanh đó. Thì khi người ta đến một cái không khí trong lành mà người ta phải ăn uống này kia nọ đó thì người ta cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Nó thiếu cái mùi của nó. Vì vậy thấy là sư cô có đọc một tài liệu là hồi đó cái ông chú quả mà ông còn nghèo, ông đi gánh cái phân khô, phân người ta. Hồi đó là ở cái Sài Gòn này người ta đi cầu thùng. Thì buổi sáng thì người ta sáng sớm 3-4 giờ sáng người ta đem thùng tới. Thì lúc 9-10 giờ người ta đổi thùng, người ta để cái thùng mới vô. Thì tất cả những cái phân đó đem phơi khô. Thì ổng là một trong những người đó đi gánh cái phân khô. Gánh phân khô. Thì trong nguyên một cái nhóm đó, người ta cực khổ, tối ngày người ta tiếp xúc vậy. Người ta bắt đầu hút. Có những người hút thuốc, lào, thuốc lá, người hút thuốc phiện. Thì cái khi người ta bỏ cái nghề đó rồi đó thì người ta hút thuốc không được nữa, thấy nó thiếu cái gì, nó nhạt nhẽo đó, bởi vì nó thiếu cái mùi phân. Cho nên là trong cái ăn, cái uống, cái hưởng thụ người ta nó đầy đủ hết,
nó vừa màu sắc hình ảnh, vừa mùi, vừa âm thanh đó cả. Cái gì để ý coi, cái đồ ăn mà mình nấu nướng mình có phụ gia tẩm ướp á, mình quen với cái tẩm ướp đó rồi, mà bây giờ không tẩm ướp thì ăn thấy nó nhạt nhẽo lắm. Cho nên có những người rau đó người ta thích phải xào với cái này cái kia thì người ta mới ăn được, còn rau mà luộc không thì người ta không ăn được, ta cảm thấy nó rất là nhạt nhẽo. Nhưng mà trong khi đó cái món mà nó thanh như vậy á, nó có cái vị đạm của nó, nó có cái độ ngọt, có cái mùi thơm rất là tinh tế. Mà chỉ khi nào cái người mà quen ăn cái đồ mà nó không có gia vị đó, nó gọi là plant food á, thì là những người đó người ta mới thưởng thức được cái hương vị chân thật của nó. Còn không là chúng ta bị những cái phụ gia ám ảnh. Mà nếu thiếu những cái phụ gia đó là thấy thức ăn nhạt nhẽo vô cùng, cho nên nó tạo một cái sự ảnh hưởng. Và cái tưởng điên đảo thì như chúng ta biết rồi đó, thì tưởng điên đảo này có nói đó, một là đúng, hai là đi con đường sai, rồi nó sai lệch cho đến điên đảo. Thì ba cái này đó tuy nói khác nhau nhưng mà nó đều do cái điên đảo là nó chi phối trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ thí dụ thế này nhé. Ví dụ như đầu tiên đó là đối với cái cảnh rất tốt và cảnh tốt thì chúng ta xem những cái pháp điên đảo này nó hoạt động ra sao. Cảnh rất tốt và cảnh tốt, giờ cái thứ nhất chúng ta nói đối với cảnh rất tốt. Cảnh rất tốt này nếu mà nó đi theo cái chiều thuận nó tương ứng với cảnh đó thì cái hỷ nó phải khởi lên. Đây là động lực. Thì nếu mà nó thuận á thì là cái hỷ nó sẽ khởi lên. Nhưng mà khi mà nó không thuận thì cảnh rất tốt á, cảnh rất tốt này ưu nó sẽ khởi lên. Tâm này nó sẽ là tâm bất thiện. Đáng lẽ cảnh tốt thì là cái tâm thiện nó khởi lên và hỷ nó khởi lên, nhưng mà bây giờ nó điên đảo, nó đi ngược lại. Thông thường ví dụ như một cái người mà người ta làm cái lễ xuất gia đó thì trong gia đình cũng như bạn bè người ta đều đến chúc mừng, và ai nghe đó thì cũng tùy hỷ trong cái việc người ta xuất gia cả. Và khi người ta xuất gia vậy, người ta bắt đầu người ta thọ giới. Thì mỗi lần thọ giới đó, bản thân cái người đó cũng hoan hỷ, mà tất cả những người xung quanh nó cũng đều hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện của một cái người, cô này là tỳ kheo Sakyavadi. Cô này là người Miến, một tu nữ người Miến. Năm 2003 đi sang Tích Lan để thọ giới tỳ kheo. Sau khi thọ giới tỳ kheo xong, cô trở về Miến Điện thì tại phi trường cô bị bắt, bị giam và bị tra vấn, và sau đó là lột y tỳ kheo. Và nếu mà gia đình của cổ đã không hết sức để mà giúp cho chỗ cổ thoát khỏi cảnh lao tù thì không biết giờ này cổ ra sao. Và sau khi cổ ra tù thì cổ đi Mỹ cổ ở luôn rồi. Tại sao một cái người tu nữ đi thọ giới tỳ kheo ở Tích Lan? Thọ giới tỳ kheo là cảnh tốt mà. Mà phải nói là cảnh rất tốt. Bởi vì đây là cái con người mà đi tìm con đường thiện và con đường hướng thượng để đi. Và ta được một cái hội đồng chứng minh đó, để mà chấp thuận cho người ta đi vào con đường thiện, con đường hướng thượng này. Vậy mà về tới Tích Lan thì bị bắt, bị giam, bị lột y tỳ kheo.
là vì có những người gọi là những cái bậc có quyền, có chức không chấp nhận người nữ thọ giới tỳ kheo. Cho nên á, là với những người mà người ta thấy rằng người này đi vào cái con đường xuất gia mà thọ giới vậy, thì theo cái bình thường ra gọi là cái thọ tương với cảnh thì người ta hoan hỷ. Còn này khi nó đảo điên rồi thì nó không hoan hỷ. Là vì có một số chủ trương rằng đó, là khi cái ni đứt dòng rồi đó thì không có nối dòng nữa, và không chấp nhận cho cái việc thọ giới. Lần sau sư cô mang quyển sách đó, quả có mang rồi mà để đưa cho cái cô đó để cho cổ cổ ấn tống đó. Thành ra là sư cô giao cái bản đó cho cô để ấn tống rồi. Nó có một cái quyển sách, trong đó tập hợp một số thôi chứ không phải tất cả, những cái bài viết về vấn đề là thọ tỳ kheo hay không thọ tỳ kheo. Có cái bài viết đó. Nhưng mà hiện nay thì cái hội nữ Phật tử thế giới mà người khởi sắc đầu tiên đó là nữ thiền sư Khe Ma, một người Do Thái. Người nữ này Do Thái, người ta tu tập rất là có cái đức độ mà coi như là đã dạy dỗ cho rất là nhiều những người đệ tử của mình. Thì bà là cái người nữ, cho nên là bà rất là thương cái người nữ này. Và chính bà là cái người khởi sự để mà thành lập cái hội nữ Phật tử thế giới, và tạo ra được một cái hội đồng để mà thọ giới. Thì như vậy là cái người này mà khi bị như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà chủ trương bắt cái người nữ thọ tỳ kheo này vào để giam cầm, để tra hỏi và lột y ra đó, thì như vậy đó là kiến điên đảo. Người nam và người nữ đó, mấy kỹ khác nhau, cái giới tính nó nằm chỗ này. Một là nam, hai là nữ, cái chỉ khác chỗ này thôi. Còn khi người ta tu chứng đắc hay không chứng đắc, nó nằm ở cái chỗ cái tâm người đó bất thiện hay tâm người đó thiện thôi. Nó hoàn toàn, nó không có được quyết định bởi cái nền tảng là giới tính. Nó không nằm trong nền tảng của giới tính, mà nó nằm trên nền tảng của cái pháp bất thiện và pháp thiện mà thôi. Như vậy, khi mà chúng ta đã đưa ra một cái chuẩn mực nào đó, mà cái chuẩn mực đó không đặt trên cái nền tảng mà chánh yếu của nó, thì chúng ta thấy nó lệch lạc. Nó lệch lạc. Và quý vị đọc cái quyển đó, quý vị để sư cô sẽ mang vào. Rồi khi mình đọc đó, mình sẽ thấy là có nhiều cái lý do để mà nói rằng là không cho nối dòng. Nhưng mà cũng rất nhiều lý do để nói rằng nối dòng rất là dễ. Thì cái điều này sư cô cũng có lặp đi lặp lại rồi đó. Bởi vì chúng ta hiểu một điều rất là đơn giản vậy thôi, chứ còn đem giới luật ra thì nhiều lắm. Mình sẽ đọc rồi mình sẽ biết. Là tăng đoàn có trước, ni đoàn có sau. Nhờ tăng đoàn mà có ni đoàn, phải không? Vậy thì ni đoàn đứt dòng thì tăng đoàn nối lại được. Và đối với người ni đó, khi xuất gia rất là rộng rãi. Rộng rãi chỗ nào? Đầu tiên là tăng đoàn thành lập cái hội đồng chứng minh để cho ni đoàn xuất hiện được. Tức là tăng làm chứng minh để cho thọ giới ni, tức là thọ giới tỳ kheo ni. Sau khi mà ni đoàn mạnh mẽ lên rồi đó, thì hội đồng chứng minh ni có thể mở một cái giới đàn để cho ni thọ giới. Nơi nào mà ni yếu thì sẽ có hai hàng nhị bộ, tức là bên tăng với bên ni phối hợp lại để làm hai hàng chứng minh mà cho thọ giới. Bây giờ ni đứt dòng thì tăng còn đó nối dòng được. Đó là đầu một cái mà chúng ta thấy. Cái thứ hai chúng ta thấy, chúng ta dỡ cái luật tỳ kheo ni ra. Trong đó không hề có cái câu nói rằng vì hoàn cảnh như thế nào thì cái luật tỳ kheo này không được áp dụng, không có nói. Và nếu chúng ta giả dụ bây giờ Đức Phật còn tại thế mà có một cái người cư sĩ nữ thôi đến bạch với Đức Thế Tôn,
bây giờ con muốn xuất gia, ni đoàn đã đứt dòng rồi, con phải làm sao? Thì chắc chắn là Đức Phật nói chư tăng còn đó thì có thể lập một cái hội đồng chứng minh để cho con được xuất gia thọ tỳ kheo. Tại vì luật đó có nói là xóa bỏ. Và nếu thật sự không cho xuất gia thọ tỳ kheo, có nghĩa là luật tỳ kheo bị vô hiệu quá. Và nếu không có tỳ kheo ni thì Đức Phật chỉ còn tam chúng. Vậy ai sẽ là người tuyên bố rằng không có luật tỳ kheo ni? Ai sẽ người tuyên bố rằng Đức Phật chỉ có tam chúng? Không có tuyên bố nhưng dám làm cho vô hiệu quả hết. Thành ra cái đó là cái sự điên đảo. Làm đây. Bây giờ mình nói tới cái người đời nha. Khi chồng vợ cưới nhau có con, mong muốn cho có con. Thì con là vợ chồng có con thì cái mong muốn có con, mà có con thì cái đứa con chào đời nó phải là cảnh tốt, đúng không? Nhưng cái điên đảo nó khởi sanh đó là cái người chồng gia trưởng muốn có con trai, không muốn có con gái. Thì nó sẽ trở thành điên đảo. Cái cô đó cổ mang thai, đi siêu âm thấy hai đứa con gái. Trước khi mà hai người quyết định có con đó, thì chồng cổ nói là em chỉ sanh con trai thôi, không được sanh con gái. Anh không thích con gái. Bây giờ cổ đi siêu âm hai đứa con gái. Thì chồng cổ hỏi như thế nào? Thì cổ mới nói là lúc đầu thì cổ nói là chưa biết kết quả, sau biết kết quả rồi cổ nói đại con trai. Bây giờ sau đó cổ phải cho hai đứa con gái để mà cổ đó đi mua một đứa con trai. Và cái đó cũng chưa có đến đổi nào. Chúng ta thấy ở bên Trung Quốc á, khi mà sanh ra đó, cái hồi xưa đó, nói hồi xưa trước rồi nói hiện đại, hồi xưa đó mà cái người mẹ mà sanh ra thấy con gái đông đó, thì cái việc căn bản của người mẹ sau khi sanh rồi thấy là đây là đứa con gái, cho nó bú, tắm rửa cho nó bú sạch sẽ rồi, thì người mẹ chỉ cần lấy cái khăn để trên mũi cho đến khi nó chết rồi lặng lẽ đem đi chôn, để khỏi phải nói một cái gì cả. Còn ngày nay đó thì đi siêu âm để phá thai. Và có nhiều người chồng nói này, phá thai cho đến khi nào có một đứa con trai thì ngưng lại. Đó là gì? Đó là kiến điên đạo. Bởi vì người ta vẫn đặt cái nền tảng giới tính là đứng hàng đầu. Trong khi đó giá trị của con người không đặt trong giới tính, mà giá trị con người đặt trên cái phẩm hạnh thiện và bất thiện. Hai cái đó khác. Một người nam hay một người nữ đem lại cái điều tốt đẹp cho gia đình hay xã hội nằm ở chỗ thiện hay bất thiện, chứ không nằm trong giới tính. Nhưng người ta lấy giới tính làm tiêu chuẩn để mà giải quyết tất cả những cái việc theo tà kiến người ta. Và đây là mình nói sơ sơ, chứ cái thực tế đó, người ta phải làm vợ một cái gia đình hoặc một cái người chồng như vậy thì cái nỗi khổ không thể nào đếm xiết. Và nó chưa ngừng lại ở chỗ đó. Ngay cả cái người mẹ vẫn thương con trai hơn con gái, vẫn dành tất cả những cái sự ưu ái cho con trai, mà sẵn sàng đó là đè bẹp tất cả mọi cái thứ khác để mà nuông cho con trai. Thậm chí con trai lớn rồi có vợ có con cũng bắt con gái làm có tiền phải phụ giúp để nuôi cháu, vì mày không có gia đình. Đó là cái ác mà người ta không nhìn ra. Cái ác đó nằm trong cái kiến điên đạo. Chính người đàn bà cũng khinh người đàn bà. Không có gì ngu tối và dại dột bằng mình là cái người nữ, nó đã khổ như thế nào rồi mình sinh ra con gái lại không thương nó, mà chỉ thương con trai mà thôi, chỉ vì giới tính. Quý vị thấy tà kiến chứ, kiến điên đảo chứ. Mình đây là thân nữ mà không thương con gái. Cho nên cái mà bị đầu độc ở trong cái tâm mình đó, mình lệch lạc, mình không biết. Rồi chưa hết quý vị,
Có những người nói thế này: tôi là nữ mà bây giờ có cho tôi thọ tỳ kheo tôi cũng không thọ, thọ tỳ kheo ni tôi cũng không thọ. Thọ tỳ kheo ni là pháp thiện. Từ một cái người không biết gì hết mà cho đến tới cái chỗ mà biết đến quy y tam bảo thì đó là cái niềm vui. Từ cái chỗ người ta đi lăng nhăng đít nhít như thế này, bây giờ người ta biết cái con đường người ta đi vào tam bảo thì ai cũng hoan hỷ. Bây giờ năm giới rồi, người ta đi thọ bát quan trai là nó là 8 giới, là cái niềm vui rồi. Bây giờ ta xuất gia sa di là 10 giới là cái niềm vui rồi. 100 giới là vui hơn nữa, 348 giới là vui hơn nữa. Tại sao có người buồn vậy? Tại sao không khuyến khích cái thiện? Và Vi Diệu Pháp nói rằng khi người ta đi con đường thiện thì cái tâm thiện mình không bao giờ chặn con đường thiện, chỉ có tâm bất thiện mới chặn con đường thiện mà thôi. Đó là một cái thực tế cực kỳ rõ ràng. Bất cứ ai làm điều gì thiện mà ta không tùy hỷ được thì tâm ta chỉ có bất thiện mà thôi. Khi ta chống đối lại thì tâm ta chỉ có bất thiện mà thôi. Chỉ có sự điên đảo trong tâm ta mới chống lại cái điều thiện thôi. Còn tất cả những cái tâm thiện và tâm thiện sáng suốt không bao giờ chống lại cái điều thiện cả. Nhớ nó là một cái nguyên tắc, nó là như vậy. Để nhìn cái tâm của mình. Cho nên mẹ đẻ con gái mà không thương con gái, cái giá này mình sẽ còn trả bao lâu? Mình sẽ tiếp tục làm thân phận đàn bà và rẻ rúng thân phận đàn bà cho đến khi nào mình nhận ra mình mới hết cái chuyện này. Đàn bà Việt Nam là sướng lắm đấy. Từ cái người nghèo khổ nhất, do mình đàng hoàng đết hạnh có thể ngoi lên, do mình giỏi giang có thể ngoi lên, do mình học được có thể ngoi lên. Còn những xứ khác không có được, không bao giờ có được chuyện đó. Đàn bà Việt Nam còn có cái hạnh phúc là mình lập gia đình có thể được một chồng một vợ. Người nào bất hạnh lắm mới gia đình mới lung tung lộn xộn. Còn ở những cái xứ khác theo cái đạo Hồi đó, 4 vợ là cái người thấp nhất, trung bình là 8 vợ, và cái người giai cấp cao 16 vợ. Và không bao giờ yên ổn trong con số 4 vợ, trong con số 8 vợ, trong con số 16 vợ, không có yên đó. Tại vì khi cứ vợ có của hồi môn, và khi cái người đàn bà này sanh được 2-3 đứa con thì cái nhan sắc nó suy rồi, tiền bạc nó cũng hết rồi, thì phải đưa một người khác vào làm vợ đây, và người này phải ra đi. Có 2 cách để ra đi. Một là ra đi vĩnh viễn, hai là đi đâu ra khỏi cái nhà. Và trường hợp đi đâu ra khỏi cái nhà là trường hợp hiếm, mà cái trường hợp vĩnh viễn là trường hợp nhiều. Cho nên đạo Thiên Chúa đó, người ta mới có một cái trung tâm. Khi những người đàn bà bất hạnh đó, người ta không muốn chết thì người ta đi tới cái chỗ đó. Và người ta ở đó giống như một cái trại giam cầm vậy. Thật ra thì người ta ở trong đó được nuôi dưỡng, được săn sóc, được giáo dục đàng hoàng. Nhưng bước ra khỏi cổng là bắn chết liền. Không có bạn gì hết trơn rồi. Thành ra suốt cuộc đời còn lại của người ta đó là người ta phải ở trong cái vuông rào mà nhà thờ có thể bảo vệ cho người ta. Còn hãy bước ra khỏi cổng đó là giết liền, không có để. Vì thấy cái tà kiến chưa? Cho nên đó là kiến điên đảo. Khi chúng ta để cho cái tâm chúng ta lệch lạc, chúng ta tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp. Và đàn bà Việt Nam tà kiến đối với con trai và con gái có nhiều lắm, không phải ít đâu. Không phải chỉ riêng đàn ông đâu. Không phải chỉ riêng đàn ông mới có tà kiến đâu. Và tà kiến đó nó nằm trong gia trưởng nữa. Đàn ông gia trưởng, đàn bà gia trưởng. Cho nên người đàn bà làm ra tiền hóng hách cái người chồng của mình đó, không có khả năng làm được nhiều tiền, nhưng mà làm những cái việc mà mình không thấy hữu ích, mà trong khi rất là cần thiết cho gia đình, là người ta chăm sóc con cái, người ta lo nhà cửa trong ngoài đồ, tất cả đều tốt đẹp hết, nhưng lại rẻ rúng coi khinh người ta.
Ngược lại một cái người chồng gia trưởng giàu có hống hách thì đối với một người vợ hiền thục, nhân hậu, thủy chung thì ta vẫn rẻ luôn. Bởi vì trong mắt người ta chỉ có tiền thôi. Người ta không có coi đó cái hạnh lành ở cái người khác là quý báu. Bởi vì người ta đặt trên căn bản tiền là tất cả, cho nên người ta không có đặt cái hạnh lành là tất cả. Người ta đặt phước thiện đứng hàng đầu, người ta không coi phước trí là cốt lõi. Những cái tiêu chuẩn này khác nhau. Bao giờ chúng ta hiểu rõ được cái điều này thì chúng ta đó sẽ có sự thay đổi. Còn không, không có thay đổi được trong đầu. Không thấy. Cứ cái gì cũng đổ dồn cho giới tính. Cho rằng giới tính là tất cả. Trong khi đó phước trí là tất cả. Nó nằm trong nghiệp, nằm trong cái phát thiện và bất thiện, nó không nằm ở trong cái phước trí, không nằm chỗ đó. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói đến cái tâm điên đảo. Bây giờ có người đi ngang một cái vùng đất đó, vùng đất bao la phì nhiêu, mà nơi đó có những cái dinh thự rất là lộng lẫy. Thì bình thường ra đó, nếu mà mình nói theo cái thọ mà tương ưng với cảnh đó, thì ai thấy đất đai bao la phì nhiêu đó cũng đều vui vẻ cả. Mà thấy một cái dinh thự đẹp thì cứ đứng tới ngắm mà cũng vui vẻ cả. Nhưng mà có người thấy cái cảnh đó thì lòng sân hận khởi lên. Đó là ai? Đó là những người bị cướp đất. Đó là những người bị tước đoạt hết tài sản để làm cho cái vùng đất đó bao la phì nhiêu và những cái dinh thự mọc lên đẹp đẽ. Thì khi những người bị cướp đó, người ta nhìn cái đó, cái tâm sân người ta khởi lên thì chỉ muốn hủy hoại mà thôi. Như vậy cái tâm điên đảo là do lòng thù hận khởi lên. Thành ra trước một cái cảnh rất đẹp, rất tốt là đất đai bao la phì nhiêu, dinh thự đẹp đẽ, thì người ta có cái phản ứng ngược lại, người ta không hoan hỷ được mà ta chỉ muốn hủy diệt mà thôi. Bây giờ thì tưởng điên đảo thì có nhiều, nhưng mà mình nói trong cái tứ chúng của mình đây. Ví dụ như mình nói trên cái đất nước mình đó, thì mình tiếp nhận cái Phật giáo từ bên Trung Quốc sang là chủ yếu. Đến khi mà cái Phật giáo mà thuộc về Pali Tạng đặt chân lên cái xứ sở mình đó, thì cho đến thời điểm bây giờ vẫn có người nói rằng là Abhidhamma này với là Vipassana này đó là không phải của Phật. Và người ta hồ nghi, và người ta đó là nói rằng là phí thì giờ, mất thời gian để mà học cái này, những cái này là vô ích. Thì cái đó là tưởng điên đảo, là bởi vì người ta không hiểu đúng, người ta hiểu sai. Thành ra đi tới cái chỗ người ta chỉ trích là chống đối, là do cái tưởng không đúng, không có hiểu biết. Hoặc là có những người mà theo những cái loại kinh mà không phải trong Tam Tạng Kinh Điển bằng Pali của Đức Phật, hỏi cái này của phải Đức Thế Tôn không, nói không phải thì buồn, giận. Cái thực thế trong cái nghiên cứu và theo cái dòng chảy của cái lịch sử Phật giáo thì cái cốt lõi là của bậc chánh đẳng chánh giác. Và khi cái dòng chảy nó tuôn xuống như thế này đó, nó trở nên đa dạng đó, nó là Phật giáo đại thừa. Thì đấy là cái dòng chảy dưới này là chư tổ. Phật là có một thôi nhưng mà tổ rất là nhiều. Thành ra nó đa dạng. Cho nên mình không có nên chỉ trích, mà cũng không có nên đau buồn. Cái duyên của mình theo ai thì cứ theo. Mình thấy phù hợp, mình thấy cái tâm mình nó đi vào con đường thiện, con đường hướng thượng thì mình cứ yên tâm theo, không có vấn đề gì cả. Đâu có cái gì đó mà phải đi tới cái chỗ là coi như mình chỉ trích trước khi hiểu. Mình chỉ trích bằng gì? Bằng cảm xúc. Thì đâu có trí tuệ được. Cho nên mình không chấp nhận là mình chỉ trích. Chỉ trích
trước khi mà mình có thể phân tích để hiểu tất cả một vấn đề một cách rất là rõ ràng và rất là minh bạch, rất là khách quan, thì tất cả những cái đó đều là những cái hoạt động của cái tưởng điên đảo mà thôi. Nó đi từ cái sai lạc, đi từ cái sai đến sai lạc, đi đến cái điên đảo. Cho nên người ta nghi ngờ rằng đó là cái Abhidhamma này với lại Vipassana này đó là nó thuộc về tà giáo. Nó thuộc về tà pháp, nó không phải là chánh pháp. Trong khi đó, cái đạo Phật đó, thì cái vi diệu pháp này là cái linh hồn của Tam Tạng Kinh Điển. Và Vipassana là con đường duy nhất để phát sinh trí tuệ. Không có con đường nào khác. Tất cả những con đường khác là đi theo người khác, không phải đi theo Phật. Không phải đi theo bậc chánh đẳng chánh giác. Vì bậc chánh đẳng chánh giác chỉ có con đường này mà thôi. Thì mình không đi thì mình muốn đi cách nào tùy ý mình. Nhưng nếu mình nói giải thoát, trí tuệ phát sanh để giải thoát mà không đi con đường Vipassana thì không phải là con đường của chư Phật. Bây giờ đối với cảnh tốt, như nãy chúng ta nói cảnh tốt đó, thay vì nó khởi lên xả, thì bây giờ cảnh tốt này á, nó lại khởi lên hỷ. Cái điên đạo nó khởi lên hỷ. Cũng là cũng khoảng 80 rồi. Ở với lại con dâu với con trai. Khi con trai đi vắng nhà đó thì con dâu đi chơi. Cho nên để cho bà hai gói mì gói. Chắc có lẽ cổ cũng không nghĩ rồi, cổ đi lâu vậy. Thì bà ăn hết hai mì gói rồi rồi thì bà đói. Bị nhốt trong cái phòng. Đến khi con trai về đó thì thấy bà như vậy đó thì con trai mới đi nấu cơm cho ăn. Khi bà vừa thấy cái cơm trắng thì chưa nói tới thức ăn. Thì bà ăn vội vàng quá, ngấu nghiến quá thì bà chết. Thành ra cái cảnh tốt này nó không nằm trong cái tâm xả mà nó nằm trong tâm hỷ. Bởi vì thấy cơm mừng quá, vui quá. Và như vậy là cố mà ăn, bởi vì nếu không ăn là chết đói. Thì quả thật đi đến cái chết. Và những ai còn đọc những cái tài liệu về cái nạn đói năm 1945 ở ngoài Bắc đó, thì người ta chết vì đói là cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái năm mà qua khỏi cái đó là bắt đầu được mùa đó, thì người ta chết vì được mùa. Chỉ là cơm trắng nấu lên thôi. Nhưng vì người ta bị ăn giới hạn lâu quá rồi. Bây giờ năm nay được mùa thì người ta cứ thế mà ăn. Chỉ là cơm trắng thôi mà rất là hoan hỷ, rồi cuối cùng cũng đi tới cái chết. Thành ra cái cảnh tốt đáng lẽ nó ở trong cái trạng thái xả thôi. Cái cảnh vừa phải thì ở trong trạng thái xả vừa phải thôi. Thấy có gì đó là được rồi. Nhưng đi tới hoan hỷ, rồi từ cái hoan hỷ đi nghịch đạo trở lại, đi tới cái chết. Đó là những cái cảnh mà chúng ta thường thấy ở trong cái xã hội. Bây giờ chúng ta qua tới một cái phần gọi là cảnh. Bây giờ cái chén cơm mà nó mới thiêu, thức ăn nó mới thiêu là cảnh xấu. Những cái người đói lâu ngày đó thì thấy cái cơm mà cơm thiêu, thức ăn nó thiêu, nó mới vừa thiêu thôi nhưng mà lòng rất là quan hệ. Bây giờ cái nước mà ở trong cái ốc đảo ở vùng sa mạc đó thì nó chỉ là một cái loại nước ao tù mà thôi. Nhưng mà cái người đi trong sa mạc lâu ngày không có nước đó thì thấy cái nước đó là quan hệ. Còn bây giờ mình ở đây có cái điều kiện để mình uống nước sạch thì nước trong cái bông nước nhà máy lấy ra đó mình còn phải nấu mới uống, mình phải lọc mới uống chứ không dám uống liền. Uống chi mà nước ao mà múc lên. Thì cái đó là nước là tốt rồi, nhưng mà không phải là cái mà để cho mình có thể hoan hỷ. Nhưng mà cái người trong sa mạc thì hoan hỷ. Bây giờ những người ở tù lâu năm chẳng hạn, thì người ta thấy một cái con thằn lằn nó xuất hiện thôi, thì người ta rất là hoan hỷ bởi vì đó là thức ăn. Và người ta có thể nhai sống con thằn lằn. Những người ở trong tù bị đánh đập, bị bỏ đói đó. Những người tù khác là khi người ta đi làm trại bên ngoài, thì quý vị thấy là người ta hái cỏ thì giấu trong cái nách.
Bởi vì khi mà đi vào đó là xét hết tất cả, cho nên là không có lẫn trong lưng quần được, không có giấu đâu hết. Thì chỉ còn đứng đó là kẹp trong cái nách đó. Vậy mà mấy cọng cỏ đó nó làm nên cái niềm hoan hỷ cho cái người tù mà bị đánh đập. Nó là cái sự sống. Cho nên đối với cảnh nó chỉ là tốt thôi. Xin lỗi, cái cảnh đó, nó là cái cảnh xấu thôi. Nó cũng không có cái gì, cỏ thì đâu có cái gì mà, đâu có phải là thức ăn của con người, phải không? Đâu có ai lấy cỏ để mà ăn. Nhưng mà cỏ trong cái tình trạng này nó lại là một cái điều rất là quan hệ. Đó là đối với cảnh xấu. Bây giờ chúng ta nói đối với cảnh rất xấu. Cái cảnh rất xấu đó, chúng ta giả dụ như bây giờ có một cái người bị chém và dãy chết như thế. Thì những người mà người ta có cái lòng nhân hậu, người ta thấy là người ta thương nó. Không biết người này vì sao thì không biết, nhưng mà thấy bị chém chết là thấy thương. Thấy động cái lòng trắc ẩn của mình rồi. Nhưng mà với cái người thủ phạm mà cầm con dao chém người đó, thì phần lớn người ta rất là quan hệ. Vì đây là kẻ thù của mình, mà mình chém nó được, nó dãy chết là trong lòng rất là vui. Rồi bây giờ chúng ta xem chiến tranh nhé. Bom người ta bỏ giữa chợ, bom người ta bỏ trong cái trường học, hoặc là người ta bắn trọng pháo vô. Thì trong cái chợ đó người ta phải chết. Cái cảnh chết rất là thê lương, thảm thiết lắm. Một cái trường học cũng như vậy. Nhưng mà với kẻ khủng bố đó, người ta reo mừng cái chiến thắng. Người ta rất là hoan hỷ. Và người ta tin tưởng rằng đó, khi mà ta thân hoại mạng chung đó, thì người ta được cái phước báo là rước lên thiên đàng. Thì chúng ta sẽ thấy là cái điên đảo trong tâm nó sẽ làm nên chiến tranh, nó làm nên sự khủng bố và làm nên đau thương trong cái đời sống của con người. Quý vị thấy những cái con vật đó, nó ăn thịt lẫn nhau nhưng không bao giờ nó giết con khác vô ích cả. Cái trường hợp mà nó giết con khác vô ích đó, thì có chứ không phải là không có, nhưng mà nó hiếm ít. Còn con người, quỷ diệt con người đó, không phải vì đói để ăn, mà không phải vì thù hận, nhưng mà bởi vì người ta muốn có một cái chiến thắng nào đó mà người ta không đối đầu được với những kẻ đối đầu, thì người ta giết những người vô tội. Và như vậy cái cảnh này rất xấu, nhưng là niềm hoan hỷ cho kẻ khủng bố. Như vậy rồi chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái sự điên đảo này xảy ra là do các cái pháp điên đảo. Lần tới chúng ta sẽ phân tích rằng các cái pháp điên đảo này nó vướng trong cái gì mà nó lại tạo nên một cái sự kinh hoàng đến như vậy. Xin mời tất cả nghỉ.